Vâng, các bạn rất là vui vì hôm nay trong chương trình Người làm nhạc rất là tuyệt vời để các bạn tâm sự những cái chuyện mà kiến vân mà các bạn chưa bao giờ nói ra hết. Và nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến ban nhạc Quan Thành Tâm hỗ trợ rất là nhiều lần nghề các bạn nếu mà chơi như ban nhạc của tôi thì thế nào hay như lúc mọi người xem video. Và xin gửi lời cuối cùng là lời chào thật là thân thương đến những vị khách rất là những vị khán giả rất là dễ thương của Người làm nhạc và hy vọng các bạn sẽ được gặp lại người trong chương trình không xa. Và chúng tôi thì muốn nói lời cảm ơn FBN thì các bạn đã đến sân khấu này và khoe giọng, khoe những tài lẻ cũng như là khoe những câu chuyện thật là vui của các bạn đến với Người làm nhạc. Và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhé. Và bây giờ Vinh Hằng cùng với FBN và ban nhạc của chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.